Xin chào tất cả các khán giả của Mac Channel và đây là bản tin Mac Daily ngày 4 tháng 2. Một thông tin nổi bật trong ngày hôm nay đó chính là hình ảnh chính thức của chiếc LG G6 đã được lộ diện. Bên cạnh đó, giá bán chính thức của chiếc flagship được mong đợi nhất của Samsung là Galaxy S8 sẽ có giá trên 20 triệu. Không biết là các fan Samsung có quyết định bỏ số tiền này để rước em nó về không nhỉ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với các thông tin ngày hôm nay nhé! Trong bản tin Daily ngày hôm qua, Mac Channel đã đưa tới các bạn hình ảnh trên tay chính thức của chiếc LG G6 và cho đến hiện tại, thêm một báo cáo mới nhất đã cung cấp cho chúng ta những hình ảnh render chính thức của chiếc flagship được mong chờ nhất nửa đầu năm nay của LG với toàn bộ phần thiết kế của thiết bị. Được biết, nguồn tin trích xuất các tấm ảnh này chính là nguồn đã công bố hình ảnh render chính thức của chiếc LG G6 hồi Tết và được rò rỉ từ Hàn Quốc, quê nhà của LG, nên tính xác thực của nó là rất cao. Như những hình ảnh các bạn đang xem thì thiết kế chính thức của chiếc LG G6 lộ diện lần này là phiên bản màu xanh được bao phủ bởi khung kim loại nguyên khối hoàn toàn. Điều thú vị là mặt lưng máy dường như được che bởi một tấm kim loại được phát cong thay vì mặt lưng kính như các tin đồn lẫn phiên bản màu jet black của chiếc LG G6 được rò rỉ ngày hôm qua. Có lẽ là với các phiên bản màu khác nhau thì LG sẽ mang đến các công nghệ chế tác khác nhau, tương tự như việc thay nắp lưng trên chiếc G4 trước đây chẳng hạn. Các chi tiết kỹ thuật khác đáng chú ý trên thiết kế của thiết bị bao gồm cụm camera kép đặt thẳng hàng với cảm biến vân tay tích hợp nút nguồn ở lưng máy, cổng USB Type-C ở chính giữa phía dưới cùng loa ngoài và micro thoại, nút âm ở cạnh trái, khay SIM tích hợp thẻ micro SD ở bên cạnh phải, jack tai nghe 3.5mm ở phía trên đỉnh máy. Viền màn hình của chiếc G6 tỏ ra rất mỏng, cả ở phía trên và dưới, cùng góc màn hình được làm tròn thay vì vuông góc thường thấy. Nhìn chung là chiếc LG G6 sẽ mang đến một thiết kế tổng thể khá trung tính, đẹp mắt mà vẫn giữ được một số nét đẹp riêng của điện thoại LG. Tuy nhiên, có thể thấy là LG vẫn chưa trang bị cho thiết bị này một màn hình 2.5D, hoặc đây chưa phải là thiết kế cuối cùng của thiết bị này. Dự kiến LG G6 sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 26 tháng 2, trước thềm hội nghị MWC 2017. Việc Samsung hoãn lại ngày phát hành chiếc Galaxy S8 đến tận tháng 4 thay vì sự kiện MWC 2017 sắp tới là điều mà hầu hết chúng ta đều rõ, và việc này hóa ra lại tạo điều kiện để các tin đồn xung quanh chiếc điện thoại hấp dẫn này có thêm thời gian phát triển. Theo đó, một nguồn tin thân cận vừa tiết lộ về một số chi tiết kỹ thuật mới trên chiếc Galaxy S8. Thì chiếc điện thoại này sẽ được trang bị cụm camera hỗ trợ Dual ADC với khả năng tái tạo hình ảnh với độ sâu màu tốt hơn. Tuy nhiên, cụm camera trên Galaxy S8 chưa chắc đã sử dụng cảm biến ảnh IMX204 của Sony như một số tin đồn trước đây, mà thay vào đó Samsung có thể hợp tác với Sony trong việc tùy biến lại một số cụm cảm biến và tích hợp nó vào một số phiên bản Galaxy S8 nhất định, có thể là phiên bản sử dụng chip Snapdragon chẳng hạn. Bên cạnh đó, nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ về mức giá chính thức dành cho chiếc Galaxy S8. Theo đó, phiên bản Galaxy S8 dành cho Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ được trang bị thanh RAM 6GB. Bộ nhớ trong dành cho chiếc Galaxy S8 tại châu Á cũng cho phép tùy chọn 64GB hoặc 128GB với mức giá đề xuất tương ứng là 885 đô, tức 20,1 triệu đồng và 943 đô, tức 21,4 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S8 tại châu Âu và Mỹ sẽ bị thiệt thòi hơn khi chỉ được trang bị thanh RAM 4GB cùng bộ nhớ trong 64GB mà thôi. Nhưng mức giá đề xuất tại các khu vực này sẽ cao hơn là 850 euro, tức 23,6 triệu đồng. Như đã biết, Samsung dù không giới thiệu chiếc Galaxy S8 tại hội nghị MWC năm nay, nhưng vẫn sẽ tổ chức sự kiện riêng của họ tại đây, bởi công ty Hàn Quốc sẽ giới thiệu chiếc máy tính bảng cao cấp mới nhất của họ, Galaxy Tab S3, vốn được đồn đoán từ hơn một năm nay. Chiếc Galaxy Tab S3 đã được thông qua bởi hai cơ quan chứng nhận đăng kiểm viễn thông chính là FCC và Wi-Fi Alliance, cũng như một nguyên mẫu rò rỉ của thiết bị được trên một số cơ sở dữ liệu Benchmark đã cho chúng ta thông tin khá đầy đủ về thông số kỹ thuật của chiếc máy tính bảng này. Hiện tại, theo một nguồn tin mới cập nhật đã tiết lộ thêm một chút về chi tiết kỹ thuật trên chiếc Galaxy Tab S3. Theo đó, Samsung sẽ bán kèm bút S Pen với chiếc máy tính bảng này. Đây sẽ là một chi tiết khá thú vị và chưa hề có tiền lệ như trước đây. Nhưng không phải vì thế mà Samsung sẽ nhét chiếc bút S Pen này vào khung máy Galaxy Tab S3 như dòng Galaxy Note hay Galaxy Tab A đi trước, mà đơn giản đây chỉ là tùy chọn phụ kiện đi thèm mà thôi. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết thêm về việc Samsung sẽ cung cấp một số tùy chọn phụ kiện khác cho chiếc Galaxy Tab S3, bao gồm một bàn phím Folio và một bao da Book Cover nhưng được bán riêng. Galaxy Tab S3 sẽ được phát hành với cả hai phiên bản Wi-Fi và LTE.
Khác với những chiếc Galaxy Tab S trước đây, Galaxy Tab S3 sẽ chỉ có tùy chọn duy nhất với kích thước màn hình 9,6 inch, tỷ lệ 4:3, độ phân giải 2048x1536, vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4GB cùng hệ điều hành Android 7 Nougat. Thiết bị sẽ được bán ra tại Hàn Quốc đầu tiên vào tháng 3 tới. Vừa rồi là những thông tin công nghệ nổi bật của ngày 4 tháng 2. Các bạn quan tâm đến thông tin nào nhất? Hãy để lại một vài ý kiến thảo luận dưới đây nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mac Channel.